quá. Tù trang. Chào anh Vũ. Chào Ngọc Hương. Và Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Vũ xin được kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và anh Vũ ơi, không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi. Ngọc Hương và anh Vũ sẽ cùng nhau chúc cho quý vị khán giả thân thương của chương trình một năm mới vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc. Anh Vũ thấy em cuối lần có đẹp không? Ừ, anh thấy cũng được đấy, mà hơi nhí nhảnh với đàn khác đó nha. Vậy thì phải thưởng cho Lân đi. Ừ, đúng rồi. Em làm anh bất ngờ quá. Anh không chuẩn bị kịp bao đỏ rồi. Thôi để anh tặng em một món quà khác hấp dẫn hơn nha. Hấp dẫn hơn, đồng ý luôn. Đó là món ăn đảm bảo vui món ngon trọn ngày Tết. Món ăn này các bạn có thể thực hiện cho những bữa tiệc gia đình nè, trong những ngày đầu xuân, rất là hợp lý. Và món ăn này chỉ cần trong tích tắc là chúng ta có thể hoàn thành. Món ăn gì mà nghe hấp dẫn quá vậy anh Vũ? Vậy thôi, bây giờ mời Ngọc Phương cùng với anh vào bếp thực hiện món khai vị đầu xuân. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món khai vị đầu xuân thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có bánh mì sandwich nè, vài lát thịt nguội, tôm khô, củ kiệu, hộp vịt bắc thảo, vài lát salad và sốt mayonnaise Lisa. Anh Vũ ơi, Ngọc Hương nghĩ là khi mà theo dõi anh Vũ hướng dẫn nguyên liệu để thực hiện món khai vị đầu xuân thì chắc hẳn quý vị khán giả sẽ cười thật là tươi, bởi vì tất cả các nguyên liệu này rất là đơn giản và thường xuyên có sẵn trong tủ lạnh. Nhưng mà em hơi thắc mắc là anh Vũ giới thiệu là jamon hay là thịt nguội. Vậy là có nghĩa là chúng ta có thể thay thế các loại nguyên liệu đúng không anh? Đúng rồi Ngọc Hương à. Thưa quý vị và các bạn, với cái cách chế biến này, thành phần chính là bánh mì sandwich và sốt mayonnaise Lisa, chúng ta có thể thay thế thịt nguội, jamon hoặc một loại thịt nguội nào khác cũng được. Quý vị khán giả thân mến, đối với món khai vị đầu xuân thì ngoài hai thành phần nguyên liệu chính là bánh mì sandwich và sốt mayonnaise Lisa thì các thành phần còn lại chúng ta có thể thay đổi tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm món này thôi. Dạ. Đầu tiên thì anh sẽ ngâm tôm khô với nước củ kiệu. Tại sao mình không sử dụng là nước đun sôi để nguội ngâm tôm khô mà phải sử dụng nước củ kiệu ngâm tôm khô ha? Như vậy thì tôm khô mới thấm được cái vị chua, cái vị ngọt của nước củ kiệu thì sẽ hấp dẫn hơn. Dạ. Và bây giờ bánh mì này anh sẽ đem đi anh nướng cho vàng hai mặt. Mà các bạn cũng nên lưu ý rằng là bánh mì này chúng ta đừng nướng lâu quá, chúng ta chỉ nướng trước khi chúng ta chuẩn bị làm thôi, thì như vậy bánh mì mới giòn và mềm ở bên trong. Thêm một mẹo nhỏ nữa dành cho quý vị khán giả, đó là khi nào thưởng thức món ăn thì chúng ta mới đem nướng bánh mì. Đừng nướng trước, bởi vì nướng trước thì bánh mì sẽ dai và khô không còn ngon nữa. Và đây anh cũng vừa nướng xong ha. Và chúng ta nướng vàng hai mặt như vậy. Dạ. Bây giờ bánh mì ha, sau khi nướng xong anh sẽ cắt bỏ 4 rìa bánh mì. Kế tiếp anh sẽ cắt bánh mì này ra làm 4. Dạ. Rồi, để qua. Sau khi mà mình cắt bánh mì ra thành từng miếng vuông nhỏ thì tiếp theo mình sẽ làm gì ha anh? Bây giờ đơn giản lắm, mình cắt tiếp hộp vịt bắc thảo. Dạ. Để cắt hộp vịt bắc thảo không bị vỡ vụn, không bị nát thì trước tiên anh sẽ làm ướt hai bề mặt của con dao như vậy. Quý vị khán giả thân mến, để cắt hộp vịt bắc thảo không bị nát vụn thì chúng ta sẽ thấm nước con dao quý vị nhé. Bây giờ anh sẽ cắt ra làm 6 miếng ha. Anh Vũ ơi, bây giờ để Ngọc Hương đoán là mình sẽ cắt tiếp cái gì nha. Củ kiệu đúng không? Chính xác, củ kiệu thì chúng ta chỉ cần cắt làm đôi thôi, như vậy ăn mới ngon. Chúng ta để nguyên một củ thì ăn nó hơi bị ngầm ha. Dạ. Chúng ta chỉ cần cắt đôi củ kiệu này ra là được. Dạ. Tất cả nó hoàn thành được, chúng ta chỉ còn là cuộn tất cả các loại chung với nhau và chúng ta đặt lên miếng bánh mì. Bánh mì cứ để ra như vậy. Cho một ít sốt mayonnaise Lisa lên. Dạ. Anh phết đều khắp bề mặt miếng mì như vậy nha Ngọc Phương nha. Dạ. Tiếp anh sẽ cuộn tất cả các loại chung với nhau. Và anh cho vào đây một miếng hộp vịt bắc thảo nè. Và anh cho vào đây một miếng dưa kiệu nè, hai quả dưa kiệu. Và tôm khô anh cũng cho vào đây luôn. Và kế tiếp anh sẽ cho lá xà lách lên trên miếng bánh mì. Và anh đặt cuộn dưa băm này lên. Đó, chúng ta sẽ làm lần lượt như vậy. Lại là một cuộn xà bông hình loa kèn nè. Đúng rồi. Cho vào một miếng hộp vịt bắc thảo, một miếng củ kiệu, một miếng tôm khô. Đúng rồi. Và những cái rau ở bên trong như vậy chúng ta có thể dùng dưới leo, chúng ta thêm một cái vài cái ớt sợ để cho thêm màu sắc, thêm bắt mắt hơn. Anh sẽ bày lên như vậy. Anh sẽ bày cả lên giữa như vậy. Dạ. Và để tăng thêm độ béo cho cái món ăn này, anh sẽ bắt mayonnaise Lisa lên trên từng miếng thịt nguội theo hình chữ chắc. Dạ. Đây, anh bắt theo hình chữ chắc như vậy.
Em nghĩ món ăn này á không những là những người lớn trong nhà đâu, mà đặc biệt là các bạn nhỏ sẽ rất là thích món đúng ăn này vậy, nha. Đúng vậy, đúng vậy. Và đây, món ăn đã hoàn tất. Bây giờ lì xì cho Lân và quý vị khán giả đây. Cảm ơn anh Vũ. Wow, lì xì của anh Vũ tuy là không có bao đỏ nhưng mà có màu đỏ của tôm khô nè, và màu xanh của salad nè. Trong mùa xuân thì muôn hoa đua nở, vạn vật thì rất là vui, không khí thì mát mẻ, và thưởng thức món khai vị đầu xuân thì còn gì tuyệt vời nữa. Cảm ơn anh Vũ đã hướng dẫn cho em và quý vị khán giả món khai vị đầu xuân trong tích tắc này nha. Vui món ngon, chọn ngày Tết. Thưa các bạn, với phương pháp chế biến đơn giản dễ thực hiện, món khai vị đậu xương sẽ giúp cho các bạn có thêm một món ăn nhanh trong những ngày Tết để thế đại bạn bè mà các bạn không lo ngại về vấn đề nguyên liệu cũng như là thời gian chế biến. Đúng là như vậy. Quý vị khán giả thân mến, những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn mong chờ những đóng góp ý kiến của quý vị để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Gửi thư về hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Vũ xin được kính chúc quý vị vui món ngon, chọn ngày Tết.